Tớ muốn ăn tị của cậu đối với tớ không phải là một bộ phim xuất sắc về đề tài tình cảm học đường. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Ushijima Shinichiro, một nhà làm phim mới và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện bộ phim anime lẻ. Cho nên việc tớ muốn ăn tị của cậu còn tồn tại một vài khiếm khuyết trong khâu kịch bản là điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể cải thiện được trong các tác phẩm tương lai. Chính vì vậy mà khi xem phim tớ đã tập trung hơn vào một khía cạnh khác của tác phẩm, đồng thời cũng là thứ khiến nó chạm vào trái tim của rất nhiều người xem. Đó là thông điệp về sống và tồn tại. Tớ muốn ăn tụy của cậu bắt đầu khi Haruki, một nam sinh với lối sống tách biệt và khép kín, tình cờ nhặt được một cuốn nhật ký mang tên là Sống cùng bệnh tật của một cô gái. Vì tò mò, Haruki lỡ lật một vài trang và bất ngờ biết chủ nhân của cuốn nhật ký đang mắc một căn bệnh về tuyến tụy, khiến cô chỉ sống được thêm một vài năm. Trùng hợp, đó lại là Sakura, cô bạn cùng lớp với Haruki. Haruki là ngoại lệ thứ hai sau gia đình của Sakura biết về bệnh tình của cô bé. Vì ngoài họ ra thì Sakura giữ nó như một bí mật. Chính vì vậy, Sakura đã bắt Haruki phải cùng mình thực hiện những điều mà cô bé muốn làm trước khi chết. Và từ đây, hành trình của cả hai bắt đầu với những bài học về giá trị của cuộc sống và việc được sống. Nếu biết mình sẽ chết vào một ngày nào đấy, thì bạn sẽ làm gì? Một câu hỏi rất phổ biến đúng không? Tớ tin chắc là ai trong số chúng ta đều đã tự mình đặt ra câu hỏi đó với chính bản thân mình, và hầu như chúng ta đều không có câu trả lời. Có thể với một số người, đó là một tình huống giả định mơ hồ. Thế nhưng, với những người không may phải đối mặt với hiện thực đó, thì câu trả lời sẽ thường theo hướng tiêu cực. Cái chết cơ mà, đâu phải ai cũng đủ dũng khí để đối diện với nó. Nhưng với Sakura, cô chọn sống nốt những ngày tháng cuối đời làm sao để bản thân mình hạnh phúc nhất và cảm thấy có ý nghĩa nhất. Phim mở đầu với cảnh báo trước về số phận của Sakura khi tất cả mọi người thân và bạn bè đều đang khóc thương trước đám tang của cô bé. Đây là một cách sắp xếp bố cục kịch bản có chủ đích, đảo ngược một sự kiện quan trọng lên đầu để đánh thẳng vào cảm xúc của người xem, đồng thời khiến câu chuyện của nhân vật trước khi chết trở nên đáng chú ý hơn. Để lấy ví dụ, chúng ta cùng đến với tác phẩm kinh điển Mộ Đom Đóm. Khi người xem được biết ngay từ đầu về cái chết của hai anh em Seita và Setsuko, từ đó, khi theo dõi những đứa trẻ phải vật lộn với sự sống rồi đi tới một cái kết đã được báo trước, cảm xúc người xem sẽ cảm thấy bị tác động mạnh hơn, không chỉ ở những phân đoạn đau lòng, mà còn cả khi những nhân vật đó còn sống. Tôi muốn ăn tụy của cậu cũng tương tự như vậy, chỉ khác một chút là hành trình của Sakura có phần nào đó tích cực và vui vẻ hơn. Thực ra, thú thật với các bạn là thoạt đầu, tôi không có nhiều cảm tình với nhân vật này. Một phần vì Sakura tỏa ra quá nhiều năng lượng mà đôi khi không kiểm soát nó, khiến người xem có một chút gượng gạo khi theo dõi cô. Một phần cũng vì cách thể hiện có phần hơi phóng đại của các nhà làm phim, khiến cho cách hành xử của nhân vật này đôi lúc tạo cảm giác không thật. Tuy nhiên, nếu để đối chiếu với cái kết đã được báo trước ở trên là cái chết, thì dường như sự làm quá này lại có một chút gì đó hợp lý. Sakura muốn làm tất cả mọi thứ có thể trước khi cô bé ra đi, dù đó chỉ là những điều đơn giản như ăn thật nhiều một đồ ăn yêu thích, đến một quán cà phê hợp với tên của mình, hay thậm chí là hát karaoke nhiều giờ liền không ngừng nghỉ. Những hành động đôi lúc giàu năng lượng đến vô ý của cô bé này có thể làm ảnh hưởng tới những người khác, nhưng liệu đó có phải là hiện thực đẹp đẽ mà Sakura cố gắng tạo ra để xua đi nỗi sợ hãi? Có lẽ là như vậy, Sakura là nhân vật được khắc họa tâm lý một cách rất cẩn thận. Sự lạc quan của cô cũng không thể khiến người xem quên đi được rằng cô đang mắc một căn bệnh có thể cướp đi mạng sống của cô bất kỳ lúc nào. Một túi đựng đầy thuốc chứng tỏ Sakura đang cố gắng để chống chọi với bệnh tật từng ngày. Lúc say xỉn, cô nói rằng mình rất sợ chết. Ẩn dưới vẻ ngoài một cô bé tích cực, hoạt bát là một cơ thể run rẩy sống phụ thuộc vào thuốc thang. Sâu hơn nữa là một tâm lý bất ổn lo sợ mình sẽ chết bất kỳ lúc nào. Chính vì những yếu tố rất con người đó là lý do vì sao mà tớ chuyển từ không thích sang đồng cảm với nhân vật này. Từ đó khiến cho hành trình của cô bé cùng với Haruki trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thế còn các bạn thì sao? Nếu biết một ngày mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì các bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có nghĩ rằng mình sẽ lạc quan được như Sakura hay không? Giờ chúng ta nói một chút về Haruki nhé. Đây là một nhân vật quan trọng mà cá nhân tớ thấy rằng có một chặng đường phát triển còn thú vị hơn cả Sakura. Qua hành trình của một cô gái biết trước được số mệnh của mình, Haruki đã có một sự thay đổi rõ rệt. Từ một người sống không có mục đích, Haruki đã cởi mở hơn với thế giới bên ngoài vòng an toàn mà cậu tự ra mình bấy lâu nay. Thực ra bản thân tớ cũng là một người hướng nội và tớ thấy rằng sống khép kín không phải là một điều gì đó quá tồi tệ và đáng để lên án. Thứ nhất là quyền lựa chọn cách sống là quyền cá nhân và chúng ta cần tôn trọng điều đó. Thứ hai là nếu sống khép kín mà bạn vẫn cân bằng được những mối quan hệ quan trọng thì đó hoàn toàn không phải là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, chuyện của Haruki là như thế này. Mặc dù cậu đã quen với một cuộc sống biệt lập, nhưng trong cậu vẫn tồn tại những hiện thực xả về những mối quan hệ không có thật, những người bạn không có thật và những tương tác không có thật nốt. Có lẽ là Haruki biết mình đang muốn điều gì, muốn bước ra khỏi ranh giới cá nhân, thế nhưng cậu chưa có đủ động lực để làm điều đó và cậu vẫn lo sợ và nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đến cuối, Sakura còn làm Haruki nhận ra thêm một vấn đề nữa là cậu còn không tin vào chính bản thân mình.
Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của Haruki khi cậu còn chưa khẳng định và công nhận chính bản thân mình thì làm sao cậu có thể kết bạn với người khác. Haruki không phải là một người nhạt nhẽo hay xấu tính, cậu vẫn còn trong mình những phẩm chất tốt đẹp như là sự dễ đồng cảm, biết suy nghĩ và quan tâm. Thế nhưng cậu không cho người khác cơ hội được nhìn sâu hơn vào con người cậu vì cậu còn nghi ngờ chính bản thân mình. Sakura với nguồn năng lượng tích cực đã cho Haruki thấy được sự tương tác giữa con người là kỳ diệu như thế nào. Không cần nhiều, chỉ cần với những người mà cậu thực sự quan tâm là quá đủ rồi. Sakura đánh thức được phần người còn ngủ yên bên trong Haruki, khiến cậu mở to đôi mắt để ngắm nhìn thế giới, khiến cậu mở lòng với những xúc cảm mà cậu chưa từng có trong đời. Lần đầu Haruki trông ngóng tin nhắn từ một cô gái mà mới cách đây vài ngày cậu còn thấy phiền phức. Lần đầu Haruki nghe thấy tiếng con tim mình rung động và quyết tâm nói ra những cảm xúc của mình. Lần đầu Haruki được ở bên người mình thương và ngắm pháo hoa rộn ràng trên bầu trời. Và còn rất rất nhiều lần đầu khác của Haruki mang đến cho cậu những cảm xúc tươi mới và ngỡ ngàng mà trước kia cậu chưa từng nếm trải. Haruki chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống lại tươi đẹp và muôn màu đến vậy. Giờ đây, cậu sống chứ không còn chỉ đơn giản là tồn tại nữa. Như tớ đã nói ở đầu, phim đã cho người xem biết trước về kết cục của nhân vật Sakura và người xem cũng từ đó mà tưởng như mình đã biết được điểm đến của câu chuyện này. Thế nhưng, số mệnh không phải là thứ mà con người có thể lường trước được và ngay lập tức phim nhắc nhở chúng ta về điều này. Sakura nghĩ rằng mình sẽ chết vì bệnh, cô bé còn hứa với Haruki rằng khi nào ra đi sẽ báo cho cậu biết để nói lời tạm biệt cuối cùng. Bất ngờ, một biến cố xảy đến cướp đi mạng sống của Sakura và mọi sự hứa hẹn giờ đây đã biến thành nước mắt. Dường như lúc này, phim muốn nhấn mạnh cho chúng ta về sự vô thường của cuộc sống. Sinh, trụ, dị, diệt là đặc tính của mọi sự vật có điều kiện. Con người được sinh ra, tồn tại và chết đi và đôi lúc sự kết thúc lại gõ cửa ở một thời điểm mà không ai ngờ tới. Vậy chúng ta sẽ cùng lật lại câu hỏi mà tớ đã hỏi các bạn ở phần trên nhé. Nếu biết một ngày bạn sẽ chết thì bạn sẽ làm gì? Đấy là nếu biết trước nhé. Còn nếu như bạn không thể biết được hạn cuối đó thì sao? Ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau hay là 10 năm nữa, bạn sẽ làm gì? Tớ thấy câu hỏi này dễ trả lời hơn rất nhiều. Đó là chúng ta phải sống cho hiện tại, biến hiện tại thành thế giới đáng sống nhất. Hãy sống một cuộc đời mà mình muốn, làm ngay những gì mà mình muốn làm khi chúng ta còn đủ thời gian. Nghe có vẻ sáo rỗng đúng không? Nhưng đó lại thực sự là điều mà mỗi chúng ta cần làm. Hiểu đơn giản thì đó là sự quyết tâm, tận tụy và cố gắng khi chúng ta thực sự muốn làm điều gì đó. Đó là sống. Sống và tồn tại có lẽ là thông điệp rõ ràng nhất mà tớ muốn an tụy của cậu muốn truyền tải tới người xem. Sakura giống như một đại diện cho sống, còn Haruki thì chưa mở lòng và giống như sự tồn tại vậy. Giống như ý nghĩa cái tên của cả hai, mùa xuân là thời điểm cho hoa đào được đua nở và hoa đào cũng chỉ đợi đến tiết ngày xuân để được sống lại. Haruki đã cùng với Sakura đi qua những ngày cuối cùng đầy hạnh phúc của cô. Ngược lại, Sakura kéo Haruki ra khỏi vỏ bọc mà cậu chưa dám bước ra để tận hưởng sự sống. Mối quan hệ của cả hai còn được thể hiện qua chính tiêu đề của bộ phim Tớ muốn ăn tụy của cậu. Một câu nói nghe sơ qua thì có vẻ hơi dị nhưng lại mang ý nghĩa rất hay. Về phía Haruki, việc cậu muốn nói rằng mình muốn ăn tụy của Sakura là muốn giữ lại một phần linh hồn của cô trước khi Sakura giã từ cõi đời. Còn với Sakura, giống như việc ăn gì bổ nấy mà cô bé nói với Haruki, việc ăn tụy thể hiện niềm khát khao được sống của cô, rằng ăn một tuyến tụy khỏe mạnh thì cô sẽ chữa được bệnh hiểm nghèo của mình. Một mối quan hệ khăng khít được thể hiện qua những câu nói tưởng chừng như đùa cợt nhưng lại ẩn chứa bên trong là tình cảm, là khao khát với cuộc đời này. Rằng, sống và được trở nên ý nghĩa với một ai đó là một món quà vô giá. Như tớ đã nói, Tớ muốn ăn tụy của cậu không phải là một bộ phim xuất sắc, nhưng vì thông điệp tích cực mà nó mang lại, tớ sẽ không ngần ngại recommend cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một tác phẩm nhẹ nhàng, vui vẻ, sâu sắc vừa đủ và dễ cảm nhận. Vậy các bạn thì sao? Các bạn đã xem bộ phim này chưa? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết video. Mình là Hiệp, xin chào tạm biệt và hẹn sớm gặp lại trên phim. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.